Miếng thịt này là miếng thịt xá xíu mình ướp ngày hôm qua, mình bỏ vô giấy foil để cho nó khỏi chảy nước xuống ha. Bây giờ mình cook nó, mình sẽ bấm, hồi nãy nè mình bấm manual xong mình để cho nó mo ha, xong mình để 10 phút thôi, tại lát hồi nữa nó chín rồi á. Mình để ra trước khi ăn mình bỏ air fryer cho nó cứng lại một chút là ngon ha. Sau 10 phút high pressure, 15 phút natural release xong mình turn off rồi ha. Bây giờ cục thịt nè, nó vẫn chưa chín hẳn đâu, nó mềm rồi đó, nó rất là mềm. Giờ mình lấy ra ha. Mình không có con dao hay gì để mình thọc vô cho thật. And here's my char siu after I took out from the instant pot before I cook the soup. I put it on the grill, cover it. That way the meat is a little bit harder to, easier to cut and not overcook and not overburn as well. See how beautiful the meat look? I'm gonna cover it and grill it a little bit more. So this grill is a little bit strong, so I just grill it for 3 minutes and I turn it off. But because it's covered, it won't dry out the meat, and it's like steaming but a lot less water because the water in this foil. I'm gonna turn on the heat for another 3 minutes and it